Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị và các đồng chí, thời gian gần đây thì trên một số trang báo điện tử của một số tổ chức phản động, thù địch xuất hiện nhiều bài viết hô hào về xây dựng quân đội chuyên nghiệp ở Việt Nam. Quan điểm các bài viết cho rằng Việt Nam nên bỏ lực lượng dân quân tự vệ, giảm quân số chính quy, chỉ tập trung xây dựng chuyên nghiệp hóa quân đội. Đây thực sự là một quan điểm đi ngược với đường lối xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ta. Và chúng ta sẽ cùng nhận diện rõ điều này trong chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay cùng với Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cảm ơn Trung tướng đã nhận lời tham gia ở chương trình ngày hôm nay. Thưa Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, theo Trung tướng thì quân đội chuyên nghiệp thực chất là quân đội như thế nào? Thực ra mình nói thì bàn vấn đề xây dựng quân đội chuyên nghiệp thì nó có từ rất lâu rồi. Ngày nay trong thời kỳ hiện đại này thì nhiều nước người ta cũng đang bàn và người ta đang xây dựng quân đội đó. Ví dụ như Hoa Kỳ chẳng hạn, người ta cũng đang xây dựng quân đội chuyên nghiệp. Những người mà đăng ký tình nguyện, có thể tình nguyện 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm tham gia vào quân đội. Và họ được huấn luyện rất là kỹ. Và đăng ký vào đây thì đưa họ để được hưởng lương. Và lương trả rất cao. Thế nhưng có một điều ngay tại Mỹ thì Quốc hội Mỹ và luật pháp Mỹ, người ta không phải chỉ nốt quân đội nhà nghề mà người ta nốt cả đến quân đội nghĩa vụ. Và khi cần thiết thì người ta động viên quân dịch. Bằng vấn đề như vậy để thấy rằng là khi đặt ra vấn đề quân đội nhà nghề, quân đội chuyên nghiệp, thì như vậy nó mang một, nó chỉ là một bộ phận, và ngay quân đội ta hiện nay thì cũng có một bộ phận chuyên nghiệp. Tôi nói ví dụ như những đồng chí phi công chẳng hạn, hôm nay từ một anh chiến sĩ được huấn luyện, được đào tạo và trở thành phi công gắn bó suốt với cái tay lái của mình trên bầu trời để bảo vệ bầu trời của Tổ quốc, thì như vậy đây là một người lính chuyên nghiệp. Hay là một cái anh hải quân tàu ngầm của chúng ta cũng phải được huấn luyện, phải được như vậy chuyên nghiệp. Thế nhưng chúng ta lại không chủ trương xây dựng quân đội chuyên nghiệp, bởi vì chúng ta xây dựng quân đội để bảo vệ Tổ quốc. Còn hầu như những nước mà tôi kể ở đây, họ xây dựng quân đội không phải để bảo vệ Tổ quốc, mà họ bảo vệ cái gọi là lợi ích quốc gia của họ, mà lợi ích quốc gia của họ là mang tính toàn cầu. Có nghĩa rằng nói một cách nôm na là họ đưa quân đi để giải quyết các việc ngoài Tổ quốc của họ. Ta thấy hiện nay xuất hiện ở trên mạng một số những cái luận điệu xin được liệt kê ra đây, đấy là trình độ lạc hậu của quân đội ở Việt Nam thì không thể bảo vệ được lãnh thổ biển đảo. Để có quân đội hiện đại thì nên luật hóa quân đội để quân đội đứng ngoài chính trị các đảng phái, hoặc là thành lập các lực lượng quân đội tự nguyện chuyên nghiệp, và hoặc là quân đội chỉ là của nhà nước và phục tùng cho nhà nước mà thôi. Vậy thì Trung tướng nhận định như thế nào về những cái luận điệu đó? Trước hết thì tôi khẳng định một điều là phải bác bỏ cái luận điệu đó. Chúng ta cũng không cần gì phải giải thích nhiều. Nói rằng quân đội Việt Nam lạc hậu, chúng ta đã từng đánh thắng quân đội mạnh nhất của thế giới, đúng không nào? Thì bảo lạc hậu thế nào được? Chúng ta cũng đã từng là không phải chỉ đánh thắng một nước, quân đội của một nước, mà chúng ta đánh thắng quân đội của những nước cực kỳ mạnh, đó là thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Thứ hai nói là quân đội Việt Nam tiến lên hiện đại, như vậy trái với quan điểm và tình hình thực tiễn của Việt Nam. Việt Nam hiện nay chỉ từng bước tiến lên hiện đại, bởi vì cái hiện đại nó đồ họa đi đôi với sự phát triển của nền kinh tế. Thì kinh tế chúng ta phát triển đến đâu, đất nước phát triển đến đâu, thì chúng ta đầu tư phát triển trang bị vũ khí phương tiện hiện đại cho quân đội. Không thể một sớm một chiều có ngay hàng trăm chiếc máy bay xô, cũng không thể một sớm một chiều có ngay hàng trăm chiếc tàu chiến. Và chúng ta đã biết bản chất quân đội chúng ta là quân đội của dân, do dân và vì dân, một quân đội phục vụ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc với quan điểm quốc phòng hòa bình và tự vệ. Chúng ta thành lập quân đội, xây dựng quân đội mạnh để bảo vệ hòa bình, chúng ta xây dựng quân đội mạnh để bảo vệ Tổ quốc, tự vệ. Do đó cho nên chúng ta phải có những trang bị hiện đại từng bước, và tất nhiên những người làm chủ trang bị hiện đại phải được chuyên nghiệp, nếu không chuyên nghiệp thì không làm chủ được. Nhưng bên cạnh đội ngũ chuyên nghiệp đó, chúng ta cần phải có một cái lực lượng rất mạnh, đó là gì? Là những người công dân biết kỹ năng, kỹ thuật, chiến thuật của quân đội, và khi cần thiết xảy ra chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc, họ sẽ là lực lượng hùng mạnh, tạo nên một sức mạnh thay đổi căng căng lực lượng trên chiến trường và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó nên những cái lối tuyên truyền như đây đều hoàn toàn không phù hợp. Mục đích
của những người mà đang tuyên truyền về việc là chúng ta xây dựng cái quân đội chuyên nghiệp, họ mục đích nhằm mục đích gì ạ, thưa trung tướng Nguyễn Anh Tuấn? Họ tuyên truyền cái này thì có lẽ là nó cũng nằm trong một cái xu thế mà các cái lực lượng diễn biến hòa bình tuyên truyền từ trước đến nay. Đó là nằm nhằm phi chính trị hóa quân đội. Họ muốn nói là gì? Quân đội đã trở thành quân đội chuyên nghiệp thì đi liền với vấn đề đó là gắn là thoát ly ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Và hai nói tức là gì? Quân đội chỉ phụ thuộc vào nhà nước. Đấy. Nhưng mà những cái đó là như lần trước tôi đã trình bày trong cái nhận diện sự thật rồi. Không có cái quân đội nào thoát ly ra khỏi chính trị. Bởi vì ngay thời cổ đại, cái ông Clausewitz, ông cũng đã từng nói một cái quy luật là chiến tranh là sự kế tục của chính trị. Và quân đội là lực lượng nằm cốt để tiến hành chiến tranh. Như vậy quân đội tiến hành chiến tranh là kế tục của chính trị thì không thể thoát ly ra khỏi chính trị được. Và quân đội là của nhà nước, mà nhà nước thì bao giờ cũng mang bản chất của một nhà nước, chính trị của một nhà nước nhất định. Tôi nói ví dụ như nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa thì mang bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Mà nhà nước của các nước khác là tư bản chủ nghĩa thì họ phải mang bản chất của chế độ tư bản chủ nghĩa. Đấy là một điều không ai có thể phản bác được. Còn tất cả những lối nói đó họ cố tình lừa mình và để cho một số người chưa hiểu đúng bản chất chính trị của quân đội. Từ đó có thể nhầm lẫn và dễ bị kích động hoặc nữa là giảm sút cái niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng và niềm tin vào xây dựng quân đội của chúng ta hiện nay. Vâng ạ. Vậy thì theo trung tướng, ở trên thế giới thì có một cái quân đội chuyên nghiệp nào mà đứng ngoài chính trị hay không? Thực tế tôi đã nói trên là không bao giờ có. Này, nhưng có lẽ là nước mà người ta hô hào và có lẽ người ta chủ sướng nhiều đó là một số nước phương Tây. Thế nhưng chúng ta thấy đó, đã là quân đội thì của nhà nước, mà nhà nước thì của một chế độ chính trị xã hội nhất định. Mà đã là chế độ chính trị xã hội thì phải phục vụ mục đích của chế độ chính trị xã hội đó. Ngay gần đây gần ta thôi, ví dụ có nhiều người nói Thái Lan là quân đội người ta không phụ thuộc vào đảng phái chính trị nào. Điều đó họ hiểu đơn giản. Họ quay mắt rằng Thái Lan là chế độ quân chủ lập hiến, quân đội phụ thuộc vào nhà vua. Đấy là chính trị của Thái Lan, là chính trị của một nước quân chủ lập hiến. Cho nên quân đội đó chỉ phải phục vụ cho nhà vua. Nhà vua bảo thế nào thì phải làm thế nào. Thực chất đó là nhà vua là đại diện cho giai cấp thống trị của đất nước Thái Lan. Tất cả cái hệ thống chính trị của họ là chế độ quân chủ lập hiến. Mà đã quân chủ lập hiến thì cái chuyện thay đổi một cái chính phủ nhưng không bao giờ thay đổi một thể chế chính trị. Đấy là điều mà chúng ta hết sức lưu ý. Còn đối với họ nói Việt Nam của chúng ta là thay đổi chính phủ kèm theo thay đổi thể chế chính trị. Đấy là cái hoàn toàn khác nhau. Và mục tiêu của họ chính là vì để muốn thay đổi thể chế chính trị, cho nên họ xúi rằng quân đội phải rời khỏi sự lãnh đạo của Đảng, rời khỏi cái trách nhiệm bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vậy thì theo trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, phải chăng cái xây dựng quân đội chuyên nghiệp theo cái cách hiểu, theo cái cách tuyên truyền của một số cái trang mạng xã hội thì nó sẽ đồng nghĩa với việc là cái sức mạnh quân dân, cái thế trận quốc phòng toàn dân cũng như là chiến tranh nhân dân của chúng ta sẽ bị triệt tiêu đúng không ạ? Rất đúng. Điều này rất rõ. Với ý đồ của họ là như thế. Họ muốn làm suy yếu nền quốc phòng toàn dân. Làm suy yếu nền quốc phòng toàn dân thì sẽ dẫn đến làm suy yếu cái khả năng bảo vệ tổ quốc. Mà làm suy yếu khả năng bảo vệ tổ quốc tức là chúng ta không còn đủ điều kiện, cơ sở để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc. Đấy là điều mà tôi nghĩ rằng những ai đi nói trái lại vấn đề này cần phải xem xét động cơ của họ có thực sự yêu nước, có thực sự chăm lo đến sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam của chúng ta hay không. Vâng. Vậy thì bên ngoài cái việc là triệt tiêu cái sức mạnh toàn dân, cái chiến tranh nhân dân thì nó còn có thể kéo theo những cái hệ lụy nào khác nữa thưa thực tế? Hệ lụy trước hết là làm quân đội xa nhân dân. Đấy. Đây là cái điều mà chúng ta rất rõ. Thứ hai là biến những người chiến sĩ trong quân đội thành những người hưởng lương. Tôi nói ví dụ như là ngay cả cái quân đội Ngụy Sài Gòn trước đây cũng vậy thôi. Đấy. Nó cũng xây dựng quân đội chuyên nghiệp. Đấy. Như vậy là người lính là được hưởng lương, không những hưởng lương cho bản thân họ, lương vợ, lương con. Đi đến đâu thì được bố trí khu gia binh để ở. Thế nhưng họ có sức mạnh đó, bởi vì họ không có lý tưởng. Nên chúng ta biết ví dụ quân đội Nhật Hoàng trước đây, có những câu chuyện người ta xích cái người phi công vào trong cái chiếc máy bay để lao thẳng vào tàu chiến của đối phương. Như vậy rõ ràng đó là không phải là yêu nước. Nếu yêu nước, người phi công đó, người ta sẵn sàng lao thân mình vào tàu của đối phương.
không phải bị bắt buộc một cái gì cả. Còn chúng ta có những người như anh Ngô Mai, ôm bom Ba Càng lao vào xe tăng của giặc, họ hoàn toàn tự nguyện tự giác. Những chiến sĩ cảm tử của Hà Nội năm 46 dùng bom Ba Càng lao vào xe thiết giáp của giặc, họ hoàn toàn tự giác. Và họ tự giác như vậy cho nên với vũ khí thô sơ họ cũng làm chủ được. Và sau này chúng ta có những vũ khí trang bị hiện đại thì chúng ta cũng sẽ làm chủ được. Khi con người đã quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, tự nguyện tự giác, chấp nhận hy sinh để Tổ quốc này sống. Vậy thì theo Trung tướng, hiện nay Đảng ta đã chủ trương là xây dựng quân đội theo tính chuyên nghiệp là như thế nào? Rõ ràng là hiểu theo tính chuyên nghiệp nó khác hoàn toàn với quân đội chuyên nghiệp. Tính chuyên nghiệp đó là gì? Phải có một bộ phận những người làm chủ vũ khí, phương tiện khoa học, trang bị hiện đại. Thì như vậy người lính cần phải được đào tạo một thời gian dài và họ gắn bó suốt cả cuộc đời với cái nhiệm vụ mà được phân công của họ. Đấy, tôi nói ví dụ một phi công quân sự thì họ sẽ gắn bó suốt cuộc đời cho đến khi họ không còn khả năng để lái chiếc máy bay nữa, theo cái tuổi tác và sức khỏe, theo luật quy định, cũng như người chiến sĩ trên tàu ngầm cũng vậy. Nhưng còn đại bộ phận phải được huấn luyện, biết kỹ năng quân sự, làm chủ về chiến thuật trong chiến đấu, và khi thời bình thì họ nhập ngũ trong một thời gian nhất định. Như hiện nay luật nghĩa vụ quân sự của chúng ta quy định là 2 năm, và những binh chủng kỹ thuật khác thì kéo dài hơn. Và khi rời khỏi cái nghĩa vụ tại ngũ thì họ trở về với người dân thường. Nhưng khi đất nước lâm nguy, lúc đó họ đã cầm súng và họ là những người tạo nên sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Mà cái sức mạnh đó nó thể hiện chính theo quan điểm của Đảng ta, đó là quan điểm quốc phòng toàn dân. Và khi buộc phải tiến hành chiến tranh thì chúng ta tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Vâng ạ, xin cảm ơn là Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn.